Em Vũ chào tất cả anh chị em mình ha. Thì hôm nay là 21 tháng 10. Thì trước mặt anh chị em mình là Lộc Vừng Hà Nội. Và buộc cái video hôm nay là có hai loại, một loại là bông vàng mà một loại là bông đỏ. Thì trước tiên là em quay bông đỏ là Lộc Vừng Hà Nội. Thì Lộc Vừng Hà Nội này bên em có một giống, tức là từ đây tới đây. Từ hồi mấy năm nay luôn có giống một. Thì em sẽ quay cái bông cho bà con mình coi và báo giá luôn. Đây nè, gia đình mình tại hồi nãy nắng nắng ngược, có thể bà con mình coi không có rõ ha. Đây anh chị em mình mà muốn một cốt hay là hai cốt hay là như thế nào đó thì mình nói trước để trước khi ship mình lựa, chứ đóng hàng xong rồi số anh chị em mình mới yêu cầu lấy tôi một hai thân gì đó thì hơi khó. Đây là Lộc Vừng Hà Nội, đặc điểm của nó là lá nó có gân cưa và anh chị em mình nó có một giống một ha, tức là bên vườn em có một giống Lộc Vừng Hà Nội này thôi, còn bông vàng là khác. Cái giá bông vàng thì gấp đôi của bông đỏ, 100k, còn còn bông đỏ thì 50k. Cái này đây bông trong cái chậu chia 6, còn anh chị mình mà có nhu cầu mà mình mua số lượng lớn mà để mình mua đi bán lại thì đương nhiên giá nó khác. Mình sợ nhổ lên nó dính vô đây anh chị em mình nè, gãy nó ra. Đây mình lấy cái cây ra thử ha, nhiều khi vài bữa cái nó cũng tàn. Số anh em mình đòi cái cây mà nó dính bông hoài thì cũng kẹt cho em nha. Nè này là bông nó thiệt chứ không phải là mình dán vô đâu. Một số anh em nói là cây có bảo đảm đúng giống hay không thì cái này em không có bảo đảm đúng giống anh chị, mình quay sao mình giao vậy thôi ha. Nè cái vườn của em đây bà con mình thấy cái chồi màu xanh xanh đằng kia, thì nếu anh chị em mình mà mua số lượng nhiều mình sợ người ta lừa đảo hay là giao không đúng giống thì mình cứ qua vườn đúng cây đúng y như cái hàng như gì thì mình lấy đó. Nè cái này là quay tự nhiên không có Photoshop, hôm đây dài lần kia thì cái lô ở đây thì nó già hơn. Đây em ơi, này cái lô này già hơn, nó thay lá anh chị em mình. Đó, anh chị em mình muốn giao cái bài này thì cũng giống à, thì mình lấy bài này đó, còn giao cái bài bày đang có bông á thì nó hơi non, tức là cái tuổi cây của nó. Bông dữ lắm, bông đằng kia nữa kìa, là Lộc Vừng Hà Nội nha. Đây quay lại cái bông đây, đây là khum xuống mình mới thấy nè, tuyệt vời chưa đó, nù 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 đây nè. Còn đằng kia cũng Hà Nội. Đây nè, cái khu này cũng Hà Nội. Thì anh chị em mình mà có nhu cầu mua số nhiều quá thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đây, khu này cũng rau bông luôn nữa ha. Đây nè. Ngã. Thiếu gì? Nè, bà con mình, đây. Nè, quay vô gần bà con mình có thấy. Nhưng mà thấy như vậy thôi chứ ví dụ tuần lễ sau anh chị em mình thấy cái video này kêu Vũ ơi, lựa cho anh cây có bông, nhiều khi nó cũng tàn, cái cây nó đâu có ra hoài như là cái cây mũ được. Này lá nhỏ ha, đó đây là bông đỏ nha, còn cái kia là vườn linh sam. Thì để mình quay bông vàng cho anh chị em mình, bông vàng xích lần kia. Ok rồi à. Có anh bạn anh nói bây giờ tôi mua là anh có bao đúng giống không, thì em cái cách tư vấn của em là em nói không bao đúng giống, tại tại sao em không bao là như gì. Anh chị em mình mua cái nhà vườn nào mình phải tin tưởng nhà vườn đó và mình coi kỹ. Đây bông vàng giá nó khác ha, đây cái lô bông vàng buộc dây đỏ đâu giống đàng hoàng, cái cây cao tầm 1m2, có số cũng đang ra bông đây. Hên cái cây này có bông vàng nè anh chị em mình, bông màu vàng
nè, đây bông vàng đây nở, quay gần lại cho bà con mình đây, đây bông vàng. Mà cái lá của bông vàng nó cũng khác anh chị em mình ha, nè lá tròn tròn của nó, nói chung là màu, cái màu xanh nó khác. Thì giá của em là 100k một cây. Anh chị em mình mua bao nhiêu cây em mới biết đường tính xếp ha. Cái cây cao khoảng mét này, cái này lô này khoảng mét 2. Đó. Nó đa dạng ha. Còn cái lô lục vườn bự này thì anh em mình có chuồng chó, mình nuôi chó hay nuôi chim hay là cần bóng mát thì lấy cái lô bự này nè. À, cây bự này mình trồng là ngon luôn. Em bứng em để này lên tược thì chắc cú nó sống luôn.